Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một đống đồ chơi mới luôn nè các bạn ơi. Đây, đây là những chiếc xe đồ chơi nè. Rồi nguyên cái hộp nữa nè. Đó, mẹ mình mới mua cho mình đó nha. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nè. Đây là cái xe đồ chơi gì đây. Trong cái hộp này nè các bạn ơi. Ô, một chiếc xe. Ô, một chiếc xe. Xe đổ cát các bạn ơi. Xe đổ cát nhìn cũng đẹp đó nha. Đó, các bạn thấy có đẹp không? Đó. Rồi, một chiếc nha. Rồi, còn đây là chiếc xe gì đây? Để mình mở ra coi. Ô, đây là một chiếc xe này. Là xe gì các bạn? Xe này là xe múc cát nè các bạn ơi. Ê, trời ớt ơi, sao mà xúc ra luôn các bạn ơi. Gắn lại nào. Gắn lại nào các bạn ơi. Tại sao bị xúc ra rồi? Ok, gắn lại rồi nha các bạn. Rồi, ở đây nha. Thì còn đây, đây là xe gì đây? Mở ra coi các bạn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông nè. Đó, xe bồn trộn bê tông nhìn đẹp không các bạn? Đó, xe nhìn quá đẹp không các bạn? Vậy là có 3 chiếc xe nha các bạn. Đó, 3 chiếc xe nhìn đẹp chưa? Đó, 3 chiếc xe công trình nha các bạn. Đó, 3 xe công trình. Đó, múc cát nè, đổ cát nè, rồi trộn bê tông nha. Đó, nhìn đẹp chưa? Rồi, để đây nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra coi trong này có cái gì nha các bạn. Rồi, cắt ra nè. Cắt ra. Rồi, mở ra. Ồ, cái hộp đồ chơi này nhìn cũng đã các bạn ơi. Cắt ra nha. Cái hộp xe đồ chơi này các bạn ơi. Ồ, hộp này là gì đây các bạn? Cái toàn xe công trình nha. Đó, xe công trình nè, đang làm xây dựng thành phố nè các bạn ơi. Ồ, bên đây có những chiếc xe gì nữa nè. Xe đổ cát nè. Xe này xe gì đây? Xe này xe múc cát nè. Bây giờ để mình mở ra coi các bạn. À, cắt đây nè, cắt đây nè. Cắt đây nha. Mở đâu nữa ta? Ồ, các bạn ơi. Wow, quá trời xe luôn. Đã các bạn ơi. Trời ơi. Oh my god. Quá trời xe đẹp luôn các bạn ơi. Nè, à, một hộp xe luôn. Đã chưa? Trời ơi, để mình coi coi. Xe này là xe cẩu nè các bạn ơi. Đó, xe cẩu nè. Đó, cẩu dài chưa? Đó, cẩu nè. Đó, đẹp chưa? Rồi đây. Đây là xe gì đây? À, xe tải này, xe tải chở cát, chở đá nè các bạn. Đó. Ồ, đây, đây là cục đá nè các bạn. Đó. Rồi bỏ vô. Xe đẹp các bạn ơi. Ồ. Đó. Đánh đà xe này rất là mạnh nha các bạn. Rồi, đổ đá đổ cát nè các bạn, thấy không? Rồi, còn xe này là xe gì đây? Ô, xe này là xe này chở hàng các bạn ơi. Xe này xe chở hàng nha, mở ra nè, đó đẩy lại nè. Đẩy lại nè, đó xe chở hàng nha. Đó. Ô, xe này cũng hiện đại các bạn, truck nè, đó. Rồi để đây nha. Ô, còn đây, đây là xe gì các bạn? Xe này xe chở xăng nha, cắm lửa nè các bạn. Các bạn thấy không? Cắm lửa là xe chở xăng nha, xăng dầu nha, đó, cắm lửa nè. Đó, chở xăng dầu hả? Đó, xe này chạy rất là mạnh nha các bạn. Rồi, đó, còn đây. Ô, xe này cũng giống như chiếc này luôn ha, hai chiếc giống nhau. Còn này, hai chiếc này cũng giống như chiếc này luôn các bạn ơi. Mở ra nè. Đóng lại. Đó. Giống nhau. Ô, chiếc này cũng giống như chiếc xe tải đổ cát luôn các bạn ơi.
Đó, hai chiếc này giống nhau, xe tải đồ cát, đồ đá nha. Đó, chở đá. Rồi, xe này xe cẩu nè các bạn. Đó. Wow, quá trời xe luôn, đổ qua các bạn ơi. Rồi, hôm nay mình mua quá trời xe luôn các bạn. Nè, 6 chiếc xe này với lại 3 chiếc xe này nữa nha. Đó, quá trời xe luôn nè. Đó. Nhiều xe quá chưa. Đó, các bạn này chơi nước nha. Trong này bây giờ nước không các bạn ơi, bây giờ mình sẽ múc nước bớt ra nha. Múc nước bớt ra. Rồi, múc bớt nước ra các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ coi, mình đếm coi bao nhiêu chiếc xe nha. Một chiếc là hai chiếc nè, ba chiếc nè,
4 chiếc nè, 5 chiếc nè, 6 chiếc nè, 7 chiếc nè. Ồ, mấy chiếc này chiếc ấy rồi. 8 chiếc nè, 9 chiếc nè, 10 chiếc nè, 11 chiếc nè. Còn hai chiếc này là hai chiếc xe mình đã có rồi nha các bạn. À, quá trời xe luôn rồi, thấy không? Các bạn thấy không? Quá trời xe đẹp luôn nè. Đó. Nhiều xe đẹp chưa? Những chiếc xe này mới không nha các bạn. Video của mình giới thiệu những chiếc xe đồ chơi đến đây xin được tạm dừng. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.